Sài Gòn vào những ngày cận Tết, đường xá thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Người ta đổ ra đường, chạy đôn chạy đáo, tất bật, cũng chỉ vì chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi đến quận 8 để xem chợ hoa Bến Bình Đông. Đây là cây cầu chữ Y, nối liền quận 5 và quận 8, bắc qua con kênh Tàu Hữu và kênh Tẻ. Cầu có 3 nhánh, nên ngày xưa người dân nơi đây gọi là cầu chữ Y. Lâu ngày, tên này thành tên chính thức của cây cầu. Cầu được thiết kế vào năm 1937, khởi công chính thức vào ngày 13 tháng 12 năm 1938, cho đến ngày 20 tháng 8 năm 1941 mới làm xong. Xe đang đi trên đường Hưng Phú, thuộc quận 8, Sài Gòn. Xe đang đi trên con đường Xóm Củi. Ở đây có một ngôi chợ cũng nổi tiếng, đó là chợ Xóm Củi ở quận 8. Con đường Xóm Củi nếu mà ngoèo tay trái thì sẽ đi qua cây cầu Trà Và về quận 5, còn ngoèo phải thì đi lên con đường Tùng Thiên Vương tiếp tục ở quận 8. Phía trước của chúng ta là cây cầu Trà Và đó các bạn, đi về hướng quận 5. Hôm nay chúng ta sẽ đi vòng phía dưới cây cầu Trà Và để về lại quận 8, đi về hướng chợ Bình Đông. Đây là đường Tùng Thiện Vương, một trong những trục đường lớn và chính ở quận 8. Nếu bạn đi thẳng đường này sẽ đi qua kênh đôi, qua cây cầu Nhị Thiên Đường. Xe chở đầy mận, ổi và xoài. Đây là vào mùa mận đó các bạn, thành ra mận là 20.000 một ký lô. Đây là món đặc sản vịt nướng. Vịt được ướp với lá mắc mật, nhìn rất là hấp dẫn. Vịt nướng được quay đều ở trên cái bếp than hồng để da được giòn và thơm. Dọc theo con kênh Tàu Hủ, đoạn từ cầu Trà Và đến cây cầu Kênh Ngang, thì hàng năm những dịp gần Tết, các ghe thuyền thường chở những cây kiểm, những chậu mai vàng, chậu tắc và những chậu bông đủ màu sắc lên đây để bán vào dịp Tết.
Không biết chợ hoa này có từ khi nào, nhưng hàng năm vào giữa tháng chạp thì các ghe xuồng từ miền Tây như là Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang thường chợ hoa cây kiểng.
Kênh Tàu Hũ là một con kênh quen thuộc và tiện lợi để cho các thương lái ở miền Tây vận chuyển hàng hóa lên Sài Gòn để bán. Những ngày cận Tết, không khí ở đây rất là nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập. Các ghe xuồng cũng tập trung đổ về đây, chở đầy ắp những chậu hoa đủ màu sắc. Chợ hoa này được mở từ sáng sớm cho đến chiều tối. Ngoài những cây kiểng và hoa tươi, ở đây còn có bán tất cả các loại trái cây như dưa hấu, xoài, mận, đu đủ, vân vân, để cho người Sài Gòn mua về để chưng Tết trên bàn thờ.